Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời buồn lắm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông, chẳng có ai sẻ chia cùng ta. Một mái nhà hạnh phúc là cùng nhau bước qua buồn vui. Hãy yêu thương buồn nhớ trên đời, vì phụ nữ là số một. Anh bảo bao nhiêu lần rồi, con người có phải con trâu con bò ấy, phải để cho anh ngủ để anh lấy lại sức khỏe, em hiểu không? Nhưng mà mình làm việc của người chứ không phải làm việc của trâu của bò đâu. Biết là thế rồi, thế nhưng mà nếu mà em cứ cố làm việc ấy thì cái công sức mà mấy ngày hôm nay anh mình họp đổ xuống sông xuống biển à hả? Đã bảo là không làm cơ mà. Anh không làm gì thì kệ anh, em làm kệ em. Bởi đâu, không làm nữa. Nhưng mà em thấy làm như thế có lỗi với chị Kim Ngân lắm. Chị ý rất là thương yêu em nhá. Xong bây giờ em lại vào hồ với các anh để đòi điều chỉnh lương với lại là giảm giờ làm. Ôi, không nghe à? Không làm là không làm. Tức bật không? Tức bật không? Hả? Anh đô quản lý mới tới. Đưa anh mệnh cái giòn. Thế làm gì? Ấy rồi ôi đau quá, ấy rồi ôi đau ghê. Các cô các cậu rảnh rồi của anh à hả? Tài lắm răng lại không đi làm việc hả? Em vẫn đang làm ạ. Hai đồng chí này, nói. Anh nhìn thấy rồi còn gì nữa à, bọn em đang làm việc. Thế là không may cái cốc nó rơi. Cái cốc nó rơi em mới nhặt cái mảnh thủy tinh của cái cốc lên à. Thế là cái mảnh thủy tinh của cái cốc nó cứa vào tay à. Thế là nó chảy máu, đau à. Không làm được việc. À, tức là tai nạn nghề nghiệp đúng không? Ha, cậu không phải tinh bay nhiều nữa nhá. Cậu đi thẳng vào vấn đề đi. Hai người muốn gì? Nói tóm lại ấy, là bọn em muốn khiếu nại. Cái gì? Ba người ní muốn khiếu nại á? Không phải em ạ, không phải em ạ. Hai người ní? À, không anh ạ. Thực ra nhá, bọn em đã họp với nhau rất là nhiều lần rồi. Mỗi lần họp phải 4-5 tiếng ấy. Ủa? Mà nhóm bọn em nhá, đông ơi là đông ạ. Đúng rồi. Đông? Đông lắm ạ. Bao nhiêu người? Dạ 4 người ạ. Tôi đùa với cả cô cả cậu à? Thế tóm lại cả cô cả cậu muốn chi? Tóm lại là bọn em muốn điều chỉnh à? Cái này tôi nghe nhiều rồi. Ê, cả cô cả cậu lúc nào mà chả muốn điều chỉnh. Anh vừa vải đấy nhá. Anh là quản lý. Quản lý là gì? Là đại diện cho tất cả các nhân viên trong nhà hàng. Anh phải biết nói lên cái nỗi niềm của nhân viên trong nhà hàng với cả ban lãnh đạo chứ. Nói chung ấy, bọn em muốn tăng lương, giảm giờ làm. Tôi hiểu rồi, tôi xin nhá. Về vấn đề này tôi sẽ nói chuyện với chị Kim Ngân. Các cậu đi làm việc đi. Chị gì mà ngồi băn khoăn thế hả? Dạ, em chào chị ạ. Dạ, em mời chị ngồi. Dạ, báo cáo với chị là cậu Hiền với cả cô Ánh ấy dạo này là gặp em liên tục. Gặp liên tục. Dạ. Liên tục như thế nào? Dạ, báo cáo chị là cứ một ngày nhá, buổi sáng là 4 lần, buổi chiều 3 lần, tổng cộng là 7 lần trong một ngày. Chị thấy không? Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Hai cậu đấy đang muốn điều chỉnh đấy. Dạ. À. Tức là cô cậu ấy bảo rằng là công việc nó quá nhiều, rồi không có thời gian để thở. Dạ đúng rồi. Mà không những thế nhá, vừa mới lúc nãy đấy, cậu Hiền còn bị tai nạn nghề nghiệp, còn rách cả tay. Nghiêm trọng thế cơ à? Dạ. Thôi được rồi, chị đã hiểu vấn đề. Bây giờ em cho gọi các nhân viên vào đây, mà cụ thể là Hiến với Oanh vào đây. Dạ. Chị sẽ có phương án điều chỉnh. Dạ. Dạ. Đây là chị gọi em ạ. Đúng không? Chị gọi bọn em đúng không? Trời đất ơi, từ này giờ là hai cô cậu đứng ngoài kia để nghe trộm chúng tôi nói chuyện à? Dạ không phải là nghe trộm đâu ạ, mà là nghe lén ạ. Ôi giời, chị tưởng là bọn em bận đến mức không có thời gian để thở, thế mà lại có thời gian hóng chuyện à? Dạ. Vừa nãy chị đã nghe những cái đề xuất của quản lý mới. Nghe nói là bọn em bị tai nạn nghề nghiệp à? À dạ, chị ơi đúng rồi, ấy rồi ôi đau quá, ấy rồi ôi đau ghê. Chị xem nào, sức xác tay thế này cơ chứ. Dạ. Rồi, bây giờ ý kiến của chị là như thế này, các em hãy lắng nghe nhá.
Từ ngày mai, dạ, chị định triển khai một dịch vụ mới ở nhà hàng mình. Dạ, vâng. Chính ạ, vì thế các em sẽ đón nhận thêm những công việc mới. Chị ơi, chị có nhầm lẫn gì không? Em bảo là điều chỉnh cho công việc nó ít đi, sao lại tăng khối lượng công việc? Dạ, đúng rồi, chị có hiểu sai ý em. Tức là mọi người đang bảo là công việc quá nhiều. Dạ, vâng ạ. Dạ. Thì đấy, đấy là điều chỉnh đấy. Tăng giờ làm, tăng công việc mà. Ôi dồi ôi. Sao? Nhưng mà cái cốt lõi ấy là bọn em không muốn làm thêm việc nữa. Bọn em muốn là giảm giờ làm và tăng lương. Vì quá bận đúng không? Vâng ạ. Bận à? Bận mà một tuần gặp quản lý được những 49 lần mà lại có thời gian để than thở nữa à? À, còn chưa hết. Dạ, ông ơi, đau. Để chị xem. Vết thương đau lắm ạ. Đấy, chị xem. Đau quá này. Ôi dồi ôi, son nó dây vào tay mà đau thế cơ chứ. Quần trời đất ơi. Cái cậu Hiến này phải làm diễn viên mới đúng nữa này. Hóa ra là son à? Em lại tưởng là máu. Chị cũng tưởng như thế đấy. Bây giờ ấy, các em nghe chị nói đây. Các em cứ nhiệt tình trong công việc vào. Từ đấy chị sẽ có phương án để tăng lương cho các em. Đừng than thở, đừng bày trò. Không qua được mắt chị đâu nhá. Còn bây giờ thì các em đi làm việc đi. Ô, đi làm luôn. Thế lại muốn chị điều chỉnh công việc thêm lần nữa à? Dạ, thôi. Dạ. Đi. Dạ, em đi đúng làm. Rồi. Mình phải nắng nổ lên, lao động là vinh quang. Chị hay. Một mái nhà hạnh phúc là cùng nhau bước qua buồn vui. Hãy yêu thương, còn nhớ chia đời.